Thanh niên may mắn này vô tình lạc vào bộ tộc toàn đàn bà con gái, xung quanh có rất nhiều giống cây cho ra hoa thơm trái ngọt đặc biệt ăn vào bổ thận tráng dương. Chỉ vì anh chàng không biết nên bỏ lỡ cơ hội kéo dài lò xo, cho đến khi chàng tiếp tục đi sâu vào rừng, bên trong có thêm những loại trái cây quý hiếm và kỳ lạ. Nhưng anh chàng vẫn không hay biết những thứ quý hiếm đó, sau khi đi sâu vào rừng vô tình tìm thấy những thứ mà thời thanh niên anh thầm khao khát. Đó là một nhóm thiếu nữ xinh đẹp có làn da trắng ngần đang chơi đùa bên bờ sông vắng, họ vừa chơi đùa vừa ăn trái cây dại. Bao nhiêu năm tháng mơ tưởng hão huyền, cuối cùng chàng mỉm cười mãn nguyện khi nhìn những em gái nhỏ quá ngọt, không ngờ bộ lạc con gái có trong truyền thuyết thực sự tồn tại. Đúng lúc đó anh phát hiện một em gái nhỏ bị dòng thác cuốn trôi, những người bạn bên cạnh lại không nhận ra bất cứ điều gì. Ngay lập tức anh chàng liều mình nhảy xuống nước cứu người, phải mất rất nhiều công sức cuối cùng anh ấy bế được em gái mới nhú lên bờ. Nhanh chóng lấy áo khoác mặc vào cho nàng, quả nhiên thanh niên rất chu đáo, khi Mary ngước lên, anh ấy thấy cô gái này trông ngọt nước làm sao. Lúc này trong tư tưởng anh chàng rất muốn làm điều gì đó, cuối cùng anh chàng theo các con vợ về bộ tộc, sau khi phơi chiếc áo nàng ấy trả lại cho chàng. Đương nhiên lúc này cả hai đều có ấn tượng tốt về nhau, thế là họ tay trong tay đến phòng khách sang trọng của bộ tộc con gái để ăn tối. Trên bàn có đầy đủ các loại trái cây lạ, bộ tộc của họ trông đặc biệt và giàu có, ngay cả ly rượu cũng được làm bằng pha lê, mỗi trái cây trên dĩa tất cả đều là báu vật quý giá. Cho nên anh bày tỏ ý định ở lại đây sinh sống một cách chủ quan, không ngờ tộc trưởng không mấy hoan nghênh với sự xuất hiện của người ngoại lai. Chỉ muốn anh ấy ăn xong rồi phắn ra khỏi đây. Sau khi nghe điều này khiến anh trở nên nổi điên, chàng nói rằng tôi mạo hiểm mạng sống để cứu người khác nhưng không nhận lại được gì. Sau một hồi chửi rủa, anh giận dữ rời bỏ bộ tộc lắm đàn ngao. Thế là chàng đi vào rừng, anh ấy phát hiện ra một tượng đài ở đây. Thế rồi anh nhặt viên gạch lên gõ mạnh vào cửa, có một sự hỗn loạn đột ngột trong bụi cây, anh nhanh chóng chạy tới kiểm tra. Hóa ra cô nàng Mary đuổi theo chàng đến đây, cũng tại ở bộ tộc 18 năm chưa một lần thấy ống điếu của người khác giới, chỉ tiếc thanh niên này bụng to nên lò xo hơi ngắn. Dù sao nàng vẫn muốn bỏ trốn cùng chàng, nếu đi ban đêm có rất nhiều quái vật trong rừng, có cô nàng bên cạnh trông chàng không hề sợ hãi chút nào. Ai ngờ chàng trai muốn khui tem con ngao cho lò xo vào, sau đó cả hai tìm một nơi kín đáo phun trào nước khoái. Nghe vậy nàng ấy ngồi xuống có chút hoang mang. Lúc này Mary cho biết người lớn tuổi thường nói với cô ấy rằng không nên khi vào rừng đưa lò xo vào đàn ngao. Nếu chén ở đây chắc chắn bị quái vật ăn thịt, anh chàng không tin trên thế giới này có quái vật, rồi nắm tay nàng vỗ về an ủi khuyên Mary không nên sợ hãi. Chàng giải thích rằng chắc chắn tộc trưởng lo lắng các đàn ngao sẽ rời xa bộ lạc tìm kiếm rổ khoai, vì thế con mụ mùng thối dựng lên những câu chuyện hoang tưởng để hăm dọa. Nghe xong những lời nói quá hợp lý của chàng khiến Mary cảm thấy bớt lo âu hơn, thế rồi em gái nhỏ tựa vào vai chàng thủ thỉ, chàng hiện lên một nụ cười tự mãn. Anh chưa bao giờ nghĩ tán gái dân tộc dễ dàng đến thế, chỉ vài câu thả thính cũng khiến nàng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên dưới bếp lửa hồng. Thanh niên nghiêm túc bắt đầu luồn tay qua khe hở bóp véo, thế là mộng ước xa vời thuở nào hóa thành hiện thực khi chàng húp ngao cho nàng. Ngày hôm sau, họ bước ra khỏi rừng với tâm thế lâng lâng của dư âm tối qua. Anh chàng tìm thấy cái giếng khô kỳ lạ trên mặt đất. Mary nói với anh rằng có hang động của quái vật ở dưới đó, một khi ai đó đi qua đây sẽ bị yêu quái phát hiện. Vốn dĩ anh chàng không tin vào ma quỷ, anh quyết định mò xuống khám phá sự thật. Sau đó Mary kéo anh ấy đi xem bói. Mary xoay chiếc vòng thép lên mặt bàn, nếu tất cả đều ở cùng một mặt, điều đó có nghĩa là như rút được lá thăm may mắn, nếu không nó sẽ là một thảm họa. Đến lượt anh chàng chần chừ ném chiếc nhẫn thép định mệnh, kết quả thật thảm hại. Vốn dĩ anh không mê tín dị đoan nên mạo hiểm vào hang quái vật, thật bất ngờ vang vọng thứ âm thanh bí ẩn đột nhiên phát ra từ không trung, khiến cô nàng Mary kinh hồn bạt vía, lập tức bỏ khoai vác ngao bỏ chạy, cho đến khi anh chàng leo lên khỏi hang mới phát hiện Mary biến mất hút. Những người dân trong bộ tộc con gái cũng trở nên thần thờ như kẻ thần kinh, mọi người đều đang mộng du bước đi không kiểm soát, họ đi về phía bức tượng. Anh chàng tiếp cận cố gắng đánh thức các nàng thiếu nữ mộng du vác ngao đi hiến tế. Lúc này thanh niên như hoa mày chóng mặt bởi một giọng nói bí ẩn. Một nhóm các cô nàng thả rông hàng họ đổ xô vào khu rừng, tiến đến bức tượng. Thanh niên vội vã tiến tới đầy lo lắng tìm kiếm hình bóng nàng vợ Mary. Cuối cùng cũng tìm thấy, cô ấy đã bước vào cánh cửa chính của bức tượng. Sau khi cánh cửa đóng lại, một âm thanh bí ẩn đột ngột dừng lại. Thế là những cô gái bên ngoài bỗng dưng thức tỉnh, hóa ra bên trong là hang ổ của con quái vật. Cứ đúng vào giờ ngọ ngày 14 âm lịch hàng tháng, quái vật sử dụng ma thuật để thu hút các cô gái vào bên trong, sau đó khi lũ quỷ hưởng dương xong sẽ thịt luôn. Để cứu lấy con vợ, hờ thanh niên chấp nhận rủi ro, lao vào hang quỷ qua lỗ thông hơi để giải cứu Mary. Quái vật sử dụng ma thuật để thu hút các cô gái vào bên trong. Sau khi vào sâu bên trong, chàng thấy xung quanh mình có một bầu không khí ớn lạnh đầy u ám, mặt đất bao phủ đầy xương do quái vật để lại. Anh chàng cẩn thận đưa chiếc búa lên và tiếp tục khám phá. Anh ấy không biết rằng con quái vật bên dưới đang nhắm vào mình. Một số cô nàng ngọt nước đã bị quái vật lùa vào hang. Nhìn thấy điều này, anh chàng lập tức lao tới chiến đấu một cách dữ dội, gần như anh chàng bị lũ thổ phỉ ăn thịt. Trong cơn tuyệt vọng, anh chỉ biết trốn vào một góc nói lời sau cuối với con vợ Mary. Đúng lúc một nhóm quái vật đang háo hức tiếp cận họ, đột nhiên thanh niên này ra một ý tưởng, lấy hộp diêm trong túi ra, sau khi thắp sáng cuối cùng cũng nhìn thấy bộ mặt thật của lũ quái vật. Lũ âm binh với cơ bắp chắc khỏe, ngoài ra còn có hàm răng sắc nhọn, vì bọn chúng sống bầy đàn trong hang lâu ngày nên lũ âm binh rất sợ ánh sáng. Thanh niên nhanh chóng dùng lửa đốt cháy cây gậy trong tay bằng que diêm, Mary bên cạnh ngồi xuống trợ giúp. Sau đó thanh niên liều mình lao vào lũ âm binh lấy hết sức vùng vẫy ngọn đuốc.
ngay lập tức khiến một vài tên đui mắt thừa thắng xông lên. Anh chàng dùng nắm đấm liên tục múc vào mõm từng thằng một. Ai có thể biết được lũ thổ phỉ này không có võ vẽ nhưng được cái rất thông minh. Biết không đánh bại chàng trai nên chúng dùng thủ đoạn bắt người làm con tin, bắt ai chứ bắt ngay con vợ, khiến thanh niên máu me sục sôi trong lòng. Giơ nắm đấm lên múc liên tục thẳng vào mồm quái vật một cách giận dữ. Ai ngờ một con quái vật khác lao đến vật thanh niên ngã sập mặt, đè thanh niên xuống không ngừng cà cọ. Tộc trưởng như kẻ mất não vì sợ hãi khi chứng kiến. Sau khi do dự hồi lâu, cuối cùng chàng tộc thử giơ nắm đấm lên, với một cú đấm khiến một con quái vật ngay lập tức về gặp ông bà ông vải. Thời cơ chính mùi, thanh niên nhanh chóng nhặt ngọn đuốc xua đuổi những con quái vật khác. Quái vật hét lên giận dữ nhưng không thể làm ăn được gì. Sau cùng những cô gái an toàn thoát khỏi hang ổ quái vật, tất cả quái vật đều bị lửa thiêu thành tro tàn. Thanh niên số hưởng một lần nữa trở thành anh hùng được các nàng hộ tống về bộ tộc. Được sự cho phép của tộc trưởng, thanh niên đường đường chính chính kết hôn với con vợ Mary. Từ giờ trở đi chàng ở lại bộ tộc con gái nôn nao ăn ngao. Suy cho cùng, thanh niên này đã đạt được giấc mơ của mình khi vô tình lạc vào bộ tộc lắm đàn bà con gái, suốt ngày ăn ngao sút ống điếu. Đây là một bộ phim khoa học viễn tưởng kinh điển dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Gels. Bộ phim mô tả cuộc phiêu lưu của một nhà khoa học tên là George. Người xây dựng một cái máy thời gian và sử dụng nó để du hành qua các thời kỳ khác nhau của tương lai và quá khứ. Phim mở đầu với những hình ảnh của một phòng thí nghiệm hiện đại, nơi George tạo ra chiếc máy thời gian. Anh ta chứng minh khả năng của máy thời gian bằng cách di chuyển một mô hình xe hơi trong không gian và thời gian. Sau khi hoàn thành máy thời gian, George quyết định thực hiện một chuyến phiêu lưu để khám phá tương lai. Khi du hành qua thời gian, George tới một tương lai xa xôi, nơi mà loài người đã chia thành hai giống loài, Eloy và Moloch. Eloy là loài người trẻ tuổi, duyên dáng, nhưng yếu đuối và không có ý chí, sống một cuộc sống không có lo lắng trên mặt đất. Moloch, ngược lại, là loài người sống dưới lòng đất, là sinh vật hủy diệt và hung ác. George gặp Guina, một Eloy trẻ tuổi, và trở thành bạn của cô. Trong quá trình cuộc phiêu lưu của mình, George phát hiện ra sự chia rẽ của nhân loại trong tương lai và sự suy tàn của nền văn minh. Ông chứng kiến sự tàn phá của Moloch đối với Eloy, nhưng cũng nhận ra rằng Moloch không thể sống trên mặt đất và cần ánh sáng mặt trời. Cuối cùng, George phải đối mặt với quyết định quan trọng, tiếp tục du hành qua thời gian hoặc quay lại hiện tại để cứu vãn tương lai. Bằng cách kết hợp các yếu tố của khoa học viễn tưởng và nhân văn, The Time Machine tạo ra một câu chuyện đầy cảm xúc và triết lý về bản chất của con người và tương lai của nhân loại. Phim kết thúc với George quyết định đánh đổi cuộc sống của mình để cứu vãn tương lai, với hy vọng rằng một ngày nào đó, con người sẽ tìm được sự cân bằng giữa sự tiến bộ và bảo vệ môi trường.